Nam thanh niên ở Quảng Nam không chấp hành đo nồng độ cồn còn dùng chân đạp cắn vào tay cảnh sát giao thông. Ngày 8 tháng 4, Công an huyện Thăng Bình, Quảng Nam cho hay vừa tạm giữ Võ Văn Thắng, 30 tuổi, trú xã Bình Trị, huyện Thăng Bình để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó, lúc 19h15 ngày 5 tháng 4, trong khi tuần tra kiểm soát trên tuyến quốc lộ 14E thuộc thôn Châu Lâm, xã Bình Trị, tổ tuần tra cảnh sát giao thông Công an huyện Thăng Bình phát hiện Thắng chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm. Khi lực lượng chức năng, Thắng lái xe bỏ chạy vào nhà dân. Tổ công tác yêu cầu Thắng dắt xe ra ngoài để kiểm tra giấy tờ, đo nồng độ cồn, nhưng người này không chấp hành. Sau đó, Thắng đã có hành vi chống đối lực lượng chức năng khi thực hiện nhiệm vụ, dùng chân đạp vào vùng bụng Thượng úy Nguyễn Ngọc Sang và cắn vào tay Thượng úy Võ Tấn Trọng, cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện Thăng Bình. Qua tiến hành đo nồng độ cồn, Võ Văn Thắng, kết quả mức nồng độ cồn là 0,540mg trên 1 lít khí thở. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Thăng Bình tiếp tục điều tra.